Sau khi sau cái bài thuyết cảm quan thì cô sẽ tổng kết điểm cho cả lớp mình luôn nha, tổng kết điểm cho cả lớp luôn nha. Và sau khi mà tổng kết điểm xong thì các bạn sẽ được đọc điểm và đưa điểm lên trên hệ thống. Và các bạn lưu ý là mình phải kiểm tra lại cái điểm của mình trong cái quá trình mà cô đưa lên hệ thống nha. Tại vì nhập sau cái buổi này rồi là khi mà đưa lên hệ thống mà khóa điểm lại rồi thì cô sẽ không có có hôm nay có điểm danh nha, để cô làm cái phần điểm danh tuần thứ sáu, tuần cuối cùng ha. Ok, các bạn vào trong cái phần đầu giờ mà mình điểm danh đầu giờ cho cô đi ha. À, đợi chút xíu, cô chưa có điều chỉnh. Rồi, được rồi, các bạn điểm danh đầu giờ được rồi đó. Mình vào trong cái phần điểm danh và đánh vào cái có mặt cho cô nha. Ok. Rồi, cô tiếp tục dặn nha cả lớp. Thì buổi hôm nay là các bạn sẽ tổng kết điểm luôn, và cô sẽ đưa lên trên hệ thống và khóa điểm, sau đó là xét điểm dự thi cho các bạn luôn. Cho nên là các bạn phải kiểm tra cùng với cô, tại vì cô sẽ nhập điểm trực tiếp, các bạn theo dõi trên cái màn hình cái điểm của mình nhập có đúng hay sai. Sau cái buổi này là các bạn không có thắc mắc gì nữa nha, cô sẽ không có giải quyết bất kỳ một cái thắc mắc nào sau khi cô đã đưa điểm lên trên hệ thống, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái bài cuối cùng của cái hóa dịch một nha các bạn. À, một cái dặn các bạn nữa là cô sẽ có một số những cái câu hỏi, cô sẽ có một số những cái câu hỏi liên quan đến cái phần kháng sinh, trắc nghiệm. Những cái câu hỏi này thì giúp cho các bạn luyện tập. Khi mà mình ôn tập á, thì các bạn có thể tự luyện tập để mà mình đi thi cho nó tốt hơn các bạn. Một số cái câu hỏi kháng sinh. Và trong cái buổi hôm nay thì cũng có một số những cái câu hỏi thuộc hai cái bài, đó là phóng xạ và cản quang ha. Thì cô cũng sẽ cho các bạn để các bạn có cái định hướng là mình luyện tập như thế nào. Môn này thì tính theo hệ số 442 hay là 226? Cái này thì mình đợi cái phần mình đợi nha các bạn. Các bạn đợi cái thông báo của bên nhà trường hoặc là bên khoa. Thì thường là các bạn học online á, là cái hệ số là 226. Nhưng mà không có biết đó là năm nay có cái quy định hay là thay đổi như thế nào, thì cô cũng chưa biết, là cô cũng phải đợi và cô cũng đang hỏi hơn các bạn. Còn một cái vấn đề nữa là thi online hay là thi tập trung thì cô cũng chưa biết luôn đó. Thì cái này các bạn phải đợi thông báo bên bên nhất là đợi thông báo ở bên khoa nha các bạn. Thì bây giờ là điểm hay là như thế nào đi nữa thì vẫn phải tính cho các bạn, điểm đó thì vẫn phải tính cho các bạn thôi ha. Còn thi online hay thi tập trung thì cũng phải đợi cái thông báo. Rồi thì cái nhiệm vụ của mình là học thôi ha. Rồi thì đó là dặn các bạn ha. Xong cái bài này thì cô sẽ có một số những cái câu hỏi để mà ôn tập lại cái bài này, cái bài thuốc cảm quan, và một số những cái câu hỏi để ôn tập cái bài thuốc phóng xạ hơn các bạn. Bài này thì nó cũng tương đối ngắn thôi, không có dài. Đó. Ok.
Rồi các bạn nhớ là mình sẽ phải đọc cuối giờ, khi mà học xong cái bài này tổng kết điểm, sau đó thì mình nghỉ giải lao một tí xíu, và sau đó thì mình sẽ có một cái phần ôn tập nhỏ nhỏ nha các bạn. Các bạn đừng mình nhất là ngay chỗ cái giai đoạn mà tổng kết điểm các bạn phải theo dõi giùm cô ha. Bây giờ mình tới cái bài đó là thuốc cảm quan nha. Thì trong cái bài này các bạn sẽ có hai phần, đó là phần đại cương và phần thuốc cảm quan ha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về TX và kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh, bởi vì những cái chất cảm quan này là những cái thuốc mà nó có cái tác dụng đó là hấp thu TX, cảm quan cản TX, thì người ta ứng dụng như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta học về các cái chất cảm quan á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái TX này và cơ chế hoạt động của TX, từ đó thì mình sẽ hiểu được cái cơ chế hoạt động của các cái chất cảm quan ha. Rồi thì trong cái chẩn đoán á, các bạn, trong cái chẩn đoán hiện đại á, chẩn đoán bệnh á, trong các cái chẩn đoán bệnh á, thì có hai cái phương pháp mà người ta sử dụng để mà chẩn đoán và xác định bệnh, đó là phương pháp lâm sàng và phương pháp cận lâm sàng ha. Phương pháp lâm sàng á là những cái phương pháp mà người ta hỏi bệnh dựa vào những cái triệu chứng mà phát ra, thì người ta sẽ suy luận và suy đoán ra đó là cái bệnh gì ha. Nhưng mà những cái suy luận và suy đoán này đôi khi á, là tại vì có nhiều bệnh á, những cái triệu chứng của nó giống nhau, do đó thì đôi khi là sẽ khó có thể xác định được chính xác được bệnh. Thì bên cạnh cái chẩn đoán lâm sàng thì người ta sẽ chẩn đoán bằng cận lâm sàng ha. Thì chẩn đoán cận lâm sàng là người ta sẽ dựa vào những cái giá trị khác, người ta sẽ dựa vào xét nghiệm, người ta sẽ dựa vào những cái hình ảnh chụp được để mà đánh giá là cái người này bệnh như thế nào, cái mức độ tổn thương hay là tổn thương ở đâu, vân vân. Thì xét nghiệm á, thì các bạn biết là mình sẽ có những cái dạng xét nghiệm như là xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, hoặc là trong cái dịch bệnh COVID này thì các bạn biết là người ta xét nghiệm là xét nghiệm bằng nước bọt, xét nghiệm bằng nước bọt nữa, đúng không các bạn? Đó, cô chia sẻ cho cái bên cái nhóm của các bạn, bên cái nhóm mà Linh Phụ luôn. Đó thì người ta sẽ xét nghiệm bằng, ví dụ như là trong cái xét nghiệm COVID đó, thì người ta xét nghiệm bằng nước bọt, hay là người ta xét nghiệm bằng cái dịch dịch hậu tùy dịch hậu dịch dịch tùy hậu, ngay chỗ cái dịch nước mũi mà các bạn hay bị chọt mũi đó, ha. Thì rồi trong 1-2 năm nay là cô nghĩ là chắc là bạn nào cũng có trải qua cái cảm giác bị chọt mũi rồi. Thì đó là cái xét nghiệm dịch 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 ở ở mũi, hoặc là dịch hoặc là nước bọt, vân vân, đó là xét nghiệm. Còn chẩn đoán bằng hình ảnh thì người ta sẽ chụp hình những cái cơ quan bị tổn thương chẳng hạn, những cái cơ quan mà bị bệnh chẳng hạn. Thì bây giờ nè, người ta đặt ra một cái vấn đề, đó là những cái cơ quan bị tổn thương thì thường là nó nằm ở bên trong cơ thể, thì không thể nào mà người ta mở hay là phẫu thuật ra để mà người ta chụp hình được, cái đó thì không được. Nó gọi là chụp hình, gọi là nó phải can thiệp vào bên bên trong cơ thể rồi. Thì lúc này người ta có những cái phương pháp để người ta chụp được những cái hình ảnh của các cơ quan bên trong cơ thể mà không gây ra sự xâm lấn, tức là không cần phải phẫu thuật. Đó thì đó là những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong y khoa. Thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp, đó là chụp X quang, chụp X quang. Thì chụp X quang là người ta sẽ sử dụng tia X á, người ta chiếu đi xuyên qua cơ thể. Thì khi mà cái tia X này nó đi xuyên qua cơ thể như vậy thì nó sẽ ghi lại được những cái hình ảnh và đưa những cái hình ảnh này lên trên cái tấm phim, và từ đó thì mình có cái gọi là phim chụp X quang đó. Thì cái hiện đại bây giờ á, thì người ta sử dụng cái phương pháp chụp X quang truyền thống là nhiều, tại vì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Ngoài ra thì có một cái phương pháp là chụp cắt lớp. Thì với cái phương pháp chụp cắt lớp này á, thì nó sẽ cho được cái hình ảnh không gian 3 chiều, và cái hình ảnh không gian đó sẽ giúp cho các bạn xác định đúng vị trí mà tổn thương ngay chỗ cơ quan đó luôn.
Còn nếu mà chụp hình truyền thống á, thì chỉ có được cái hình ảnh phẳng hai chiều thôi. Thì với cái hình ảnh phẳng hai chiều thì các cái lớp nó sẽ chồng chồng chất lên nhau, thì mình khó có thể xác định được đúng vị trí tổn thương của cơ quan. Nhưng mà chụp cắt lớp thì mình xác định được, đó là chụp X-quang. Ngoài ra thì người ta còn có một cái chụp, đó là chụp ảnh nhấp nháy, là người ta sử dụng cái tia gamma. Thì tia gamma này là một cái tia mà được tạo ra từ từ chất phóng xạ ha. Thì cái này chúng ta cũng đã học trong cái bài chất phóng xạ rồi, dược phẩm phóng xạ rồi. Rồi cái phương pháp mà chụp ảnh thứ hai đó là sử dụng cái nguyên lý là sợi quang học. Thì ở đây mình có cái phương pháp là nội soi. Nội soi thì cũng cho ra được cái hình ảnh cụ thể cái cơ quan, nhưng mà cái phương pháp này thì nó hơi xâm lấn một tí xíu, là tại vì người ta sẽ đưa những cái camera để mà quan sát trực tiếp cái cơ quan bị tổn thương, chẳng hạn cơ quan mà mình còn chẩn đoán. Ví dụ như là người ta quan sát các cái khoang ở bụng, ví dụ như là khoang dạ dày đó, thì người ta sẽ đưa những cái ống mà gắn camera ở phía đầu, người ta vào trong cái khoang dạ dày với ánh sáng vân vân, thì người ta sẽ thu được những cái hình ảnh tổn thương của cơ quan. Rồi cái phương pháp tiếp theo đó là phương pháp siêu âm. Phương pháp siêu âm. Siêu âm thì người ta sẽ sử dụng âm thanh có tần suất cao để mà tạo ra cái hình ảnh của các cái cơ quan ha. Nếu mà thì cái siêu âm thì nó sẽ có cái dạng đó là siêu âm trắng đen, tức là nó sẽ cho những cái hình ảnh của các cái cơ quan dưới hình dạng là trắng đen. Ngoài ra thì người ta còn có một cái phương pháp chụp Doppler, thì phương pháp này có thể là một cái phương pháp siêu âm cho ra hình ảnh ba chiều và có màu nữa. Thì như vậy thì đôi khi là cái hình ảnh nó sẽ rõ hơn, là mình chẩn đoán được sẽ chính xác hơn. Cái phương pháp hình ảnh tiếp theo đó là từ trường cộng hưởng từ hạt nhân, MRI. MRI thì cũng được sử dụng rất là nhiều trong chụp ảnh, đặc biệt là chụp não chẳng hạn ha. Nhưng mà cái bài hôm nay thì chỉ giới thiệu cho các bạn như vậy thôi, còn cái chính thì các bạn vẫn học đó là TX ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái TX. Thì các bạn thấy là trong cái dải ánh sáng á, thì nó sẽ chia ra thành những cái bước sóng ha, bước sóng các bạn. Thì cái vùng ánh sáng mà mình thấy được đó là vùng có bước sóng từ 400 nanomet đến 700 nanomet. Thì cái vùng này các bạn thấy là nó có màu xanh đỏ tím vàng gì đó vân vân. Thì những cái ánh sáng mà nó nằm có bước sóng nhỏ hơn hay là có bước sóng lớn hơn thì mình sẽ không có quan sát được. Và cái tia X thì nó nằm ở cái vùng ánh sáng có bước sóng nhỏ, rất là nhỏ, nhỏ hơn cả tia cực tím nữa. Thì cái bước sóng của nó là khoảng là 1 đến 100 nanomet. Thì các bạn biết là cái vùng ánh sáng mà có bước sóng càng ngắn thì năng lượng của nó sẽ càng lớn. Đó, mà năng lượng càng lớn thì cái khả năng mà nó đi xuyên thấu qua vật chất sẽ càng rất là lớn. Do đó thì tia X nó mang một cái năng lượng lớn các bạn, cho nên là một số những cái vật chất nó sẽ đi xuyên qua được. Ví dụ như là đối với tờ giấy là đi xuyên qua giống như là xuyên màng, như các bạn xuyên tường, xuyên màng gì đó ha. Nó sẽ đi xuyên qua được tờ giấy, giống như là cơ thể mình thì khi mà chụp tia X thì nó sẽ đi xuyên qua, mà ánh sáng thường thì nó không có đi xuyên qua được ha. Đó. Rồi hay là tia phóng xạ hay là tia gamma ở đây nè, nó cũng có khả năng đi xuyên qua được cơ thể. Và từ đó thì người ta áp dụng để mà người ta chụp được những cái hình ảnh, lấy được những cái hình ảnh ở trong các cái cơ quan ở trong cơ thể hơn các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về TX và kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh. TX được tìm ra từ đâu? Thì TX được tìm ra bởi một nhà bác học người Đức, Röntgen. Cho nên là sau này người ta đã đặt tên cái tia này đó là tia Röntgen. Thì khi mà mới phát hiện ra cái tia này á, thì ông Röntgen ông không có biết bản chất của cái tia này là gì, cho nên là ông đặt nó là tia X. Và sau đó thì ông mới bắt đầu là tìm hiểu về cái bản chất của tia X đã được tạo ra từ đâu vân vân. Cho nên là người ta đã đặt cái tia này là tia Röntgen luôn. Thì tia X là cái gì? Tia X được sinh ra từ đâu? Thì ở đây cái phần mà người ta giải thích các bạn á, ha, mình đọc vô thì nó cũng hơi dài, thì các bạn đọc qua đây đi, thì cô sẽ có cái hình ảnh nó biểu thị cho các bạn. Tia X được sinh ra từ sự thay đổi quỹ đạo của electron khi nó đang di chuyển chuyển động với một cái gia tốc rất là lớn đến gần hạt nhân của nguyên tử. Và khi mà nó chuyển động đến gần hạt nhân của nguyên tử thì nó thay đổi quỹ đạo, và khi mà quỹ đạo của nó bị thay đổi thì một phần động năng của nó sẽ bị mất đi, và chính cái
phần năng lượng này sẽ chuyển thành bức xạ điện từ phát ra tia X. Thì đây là cái hình ảnh mà biểu thị cho cái sự phát ra tia X ha. Thì các bạn hình dung đây là một cái nguyên tử các bạn. À, đây là một cái nguyên tử. Thì ở giữa nguyên tử chính là hạt nhân. Hạt nhân thì mang điện tích dương. Và những cái xung quanh, quay xung quanh đó là các cái electron. Electron thì mang điện tích âm. Các bạn biết là khi mà mình chiếu cái dòng điện á, dòng điện là bản chất của nó là electron, thì cái dòng electron nó chạy với một cái vận tốc rất là lớn, mà chạy với vận tốc rất là lớn thì nó sẽ mang một gia tốc lớn. Khi electron đi xuyên qua được các cái lớp cấu trúc của nguyên tử và tiến gần đến hạt nhân của nguyên tử, thì ở đây các bạn biết là hạt nhân nó mang điện tích dương, electron mang điện tích âm, đúng không các bạn? Thì khi mà nó đi gần, tiến gần đến hạt nhân như vậy á, thì nó sẽ bị bẻ hướng đó. Và khi mà cái chuyển động của nó bị thay đổi như vậy á, thì dĩ nhiên là khi mà bẻ hướng như vậy thì cái động năng của nó sẽ giảm các bạn. Và khi mà động năng của nó giảm á, mình biết là năng lượng nó không có tự sinh ra, cũng không có tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy thì một phần động năng của electron sẽ chuyển thành một cái năng lượng đặc biệt phát ra. Cái năng lượng này á, người ta gọi là tia X. À, và cái năng lượng này, cái tia X này nó có thể đi xuyên, khi mà tia X này nó phát ra thì nó sẽ đi xuyên qua được vật chất các bạn ha. Và đó thì khi mà tia X nó đi xuyên qua vật chất, thì cái khả năng mà đi xuyên thấu qua vật chất thì nó có thể xuyên thấu qua các cái lớp bên trong của nguyên tử. Cái điều này ánh sáng thường không có làm được ha. Cái khả năng đi xuyên của nó sẽ phụ thuộc vào độ dày của vật chất. Tức là sao, vật chất càng dày thì cái việc mà đi xuyên qua nó sẽ càng giảm. Ví dụ như là một cái sắp giấy dày với lại một cái tờ giấy mỏng, thì với một cái sắp giấy dày á, thì tia X nó khó đi qua hơn. Còn cái tờ giấy mỏng thì nó đi xuyên qua một cái một thôi, đúng không các bạn? Đó, như vậy thì độ suy giảm của tia X nó sẽ phụ thuộc vào độ dày của vật chất. Là độ dày càng lớn thì khả năng xuyên thấu của tia X nó sẽ càng giảm. Như vậy thì khi mà tia X nó đi qua thì dĩ nhiên là nó sẽ được vật chất hấp thu, đúng không các bạn? Đó, vật chất nó sẽ hấp thu tia X. Sự hấp thu này tùy theo khối lượng của nguyên tử. Tức là vật chất có khối lượng nguyên tử càng lớn thì nó sẽ hấp thu tia X càng nhiều. Đó, cho nên là các bạn thấy là những cái vật chất dày á, thì tia X nó sẽ bị hấp thu ở trong cái lớp vật chất đó và nó không có đi xuyên qua được. Còn nếu mà vật chất mỏng thì nó sẽ đi xuyên qua được, mà cái độ hấp thu của nó nó không có bị hấp thu hoặc ít bị hấp thu. Chính vì cái điều này cho nên là những cái hình ảnh nhận được của vật chất khi được chiếu bằng tia X thì sẽ khi mà mình rọi cái tia X đi qua vật chất thì mình sẽ thu được những cái hình ảnh nhận được của vật chất. Thì tí nữa đây cô sẽ chiếu một cái ví dụ để cho các bạn có thể hình dung ra được cái hình ảnh của nó được biểu thị như thế nào khi mà chiếu tia X hơn các bạn. Thì ở đây khi người ta ứng dụng cái tia X trong chẩn đoán á, thì có hai cái cách để mà người ta chụp X-quang. Thứ nhất là người ta chụp X-quang cổ điển, thì hiện tại bây giờ là người ta không có còn sử dụng nữa. Tại vì cái dạng chụp X-quang này thì người ta sử dụng một cái tấm phim có tráng bạc đó các bạn, bạc nitrat hay bạc ha, tráng bạc. Thì khi mà ánh sáng nó chiếu qua, nó đập lên cái tấm phim này thì nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh. Thì với cái X-quang cổ điển á, thì nó tốn tại vì nó tốn cái phim á, cái phim thì mình phải sử dụng chỉ có một lần thôi. Đó, rồi bỏ. Giống như là những cái máy chụp hình phim hồi đó đó thôi các bạn. Hiện tại bây giờ thì người ta sử dụng cái X-quang, đó là X-quang kỹ thuật số. Thì X-quang kỹ thuật số thì người ta không có sử dụng phim âm bản, mà người ta sử dụng một cái tấm phốt pho đóng vai trò giống như là một cái tấm phim á. Thì cái tấm phốt pho này các bạn lưu ý là người ta có thể sử dụng đi, sử dụng lại nhiều lần. Và như vậy thì nó sẽ tiết kiệm cái nguyên liệu của mình hơn. Sau khi mà có được cái hình ảnh trên tấm phốt pho thì sẽ có một cái máy quét này sẽ thu cái hình ảnh và số hóa hình ảnh, có thể là đưa nó vào trong máy vi tính hoặc là chuyển nó thành phim rồi xử lý ảnh vân vân. Thì đây là một cái mô hình mà chụp tia X đó. Nếu mà bạn nào mà mình
Thực ra thì cô nghĩ là một số bạn thì khi mà đi khám bệnh thì cũng có thể là mình trải qua cái giai đoạn là mình chụp TX rồi. Ghi vào cái phòng chụp TX là một cái phòng kín các bạn. Tại vì cái TX thì nó cũng tương đối độc, mà khi mình các bạn đợi cô một chút xíu không? Ok, cô tiếp tục nha cả lớp. Rồi, các bạn thấy là khi mà mình vào mình chụp hình á, thì cái phòng chụp X-quang là một cái phòng kín nè các bạn. Tại vì cái tia X nó cũng rất là độc, và khi mà tiếp xúc nhiều thì có thể nó gây ra những cái tổn thương lên các cái cơ quan, và cái nguy cơ lâu dài có thể là gây ung thư. Cho nên là một cái phòng kín thôi. Khi mà vào đó thì các bạn thấy là quần áo hay là một số những cái dụng cụ bằng kim loại này kia á, là sẽ bị tháo ra hết. Rồi sau đó là các bạn sẽ được áp cái mình lên một cái tấm tấm biển thôi, thì cái tấm đó chính là một cái tấm phim phosphor.
Sau đó thì cái người mà điều khiển, người ta sẽ ở trong một cái phòng máy và người ta sẽ chiếu cái tia X lên, đi xuyên qua cơ thể. Và khi mà tia X nó đi xuyên qua cơ thể thì nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh lên trên cái, nó đi xuyên qua cơ thể và nó đập lên trên cái lớp phốt pho này nè, nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh của các cái cơ quan. Và từ đó thì máy quét á, nó sẽ quét lên trên cái lớp phốt pho này và nó sẽ thu được những cái hình ảnh cụ thể. Cái hình ảnh sau khi được quét xong thì sẽ đưa vào máy in nè, hoặc là lưu trữ, hoặc là hiển thị lên hình ảnh. Thì đó là cái quá trình mà tạo ra tia X. Bây giờ cô giải thích cái lý do mà tại sao mà nó có thể tạo được ra những cái hình ảnh khi mà chiếu tia X như vậy. Thì các bạn biết đó là tia X nó có thể là đi xuyên qua được vật chất, nhưng mà những cái vật chất dày á, thì cái khả năng đi xuyên của nó kém, còn vật chất mỏng á, thì nó sẽ đi xuyên qua mạnh hơn ha. Thì các bạn hình dung ví dụ như ở đây á, là có 10 cái tia X đi, những cái mũi tên này là tia X ha, còn cái đây là vật chất đi. Vật chất này là vật chất dày, còn vật chất này là vật chất mỏng. Thì nếu mà ở đây có 10 tia X chiếu xuyên qua, thì đối với vật chất dày thì những cái tia X này khi mà xuyên qua như vậy thì nó sẽ bị những cái vật chất dày nó giữ lại, nó hấp thu lại. Chỉ có một số những cái tia mạnh á, thì nó sẽ đi xuyên qua được. Ví dụ như ở đây có 10 tia thì đi xuyên qua đây sẽ chỉ có là khoảng là 3 tia có thể đi thoát qua được cái lớp vật chất này. Thì 3 tia này sẽ được hứng lên trên một cái tấm phim, nó sẽ đập lên trên cái tấm phim và nó sẽ tạo ra cái hình ảnh đó. Tương tự như vậy thì các bạn thấy là ví dụ như đối với lớp vật chất mỏng thì chiếu 10 tia thì sẽ có 7 tia đi qua, thì 7 tia này nó sẽ đập lên trên cái tấm phim và mình sẽ thu được cái hình ảnh khi mà cái tia X nó đập lên tấm phim đó. Vậy thì bây giờ cái hình ảnh cụ thể các bạn có thể hình dung ha, ví dụ như đây là những cái tia X, rồi đây là những cái khối vật chất nha, màu tím này là những cái khối vật chất. Thì cái khối vật chất nó sẽ có thể là chồng 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 chất lên nhau các bạn, tại vì trong cơ thể của mình ví dụ như các cái cơ quan thì nếu mà chiếu một cái tia ánh sáng đi qua thì nó sẽ chồng chất lên nhau, đúng không? Thì như vậy thì các bạn thấy là có sẽ có những cái chỗ rất là dày, chỗ này dày tại vì nó đi qua hai lớp nữa nè, chỗ này nó dày nè, đúng không các bạn? Còn những cái chỗ khác thì có thể là nó sẽ mỏng hơn đó, mỏng hơn. Như vậy thì chỗ nào mà dày thì tia X nó sẽ khó đi qua hơn, còn chỗ nào mà mỏng thì tia X nó đi qua dễ dàng hơn, lượng tia X đi qua sẽ nhiều hơn. Vậy thì chỗ nào mà mỏng mà lượng tia X đi qua nhiều hơn thì lượng tia X đập lên trên cái tấm phim, đây là cái tấm phim ha, lượng tia X mà đập lên trên tấm phim sẽ nhiều hơn, mà đập càng nhiều thì nó càng đen đó ha. Và nếu mà chỗ nào dày á, thì lượng tia X nó sẽ đập lên trên cái tấm phim ít hơn, mà càng ít thì nó sẽ càng trắng. Và như vậy thì mình sẽ thu được một cái hình ảnh trắng đen của những cái phần cơ quan ở bên trong cơ thể đó. Và khi mà các bạn quan sát cái tấm phim ha, cái chỗ nào mà càng trắng á, thì chỗ đó là khối cũng có thể là vật chất dày hoặc là vật chất có khối lượng nguyên tử lớn. Còn chỗ nào mà càng đen á, là có thể là vật chất mỏng hoặc là những cái vật chất có khối lượng nguyên tử nhỏ, được chưa? Rồi, như vậy thì cái sự hấp thu tia X của vật chất thì nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử. Ở đây là cái công thức mà thể hiện sự hấp thu tia X của vật chất. Theta là sự hấp thu tia X, K là hằng số, lambda là hằng số và A là hằng số, thì nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng của nguyên tử. Khối lượng nguyên tử càng lớn thì sự hấp thu tia X của cái vật chất đó nó sẽ càng lớn ha. Thì những cái nguyên tố nào trong cơ thể của mình là những cái nguyên tố nhẹ? Trong cơ thể của mình thì chủ cấu tạo chủ yếu bởi thành phần là carbon hydro oxy và nitơ, thì đây là những cái nguyên tố được coi là nhẹ, cho nên là tia X nó đi qua nhiều hơn. Do đó thì những cái cơ quan mà được cấu tạo chủ yếu bởi hai cái thành phần này thì các bạn thấy là nó sẽ đen hơn trong cái tấm phim. Còn xương thì nó được tạo thành bởi canxi và phosphor, là những cái thành phần nguyên tố nặng, đó là khối lượng nguyên tử nó lớn á, lớn hơn carbon hydro oxy, cho nên là cái tia X này nó sẽ đi qua khó khăn hơn. Và cho nên nó là trên cái hình ảnh tia X thì nó sẽ là màu trắng các bạn, màu trắng đục đó. Vì vậy mà mình sẽ có những cái hình ảnh khác nhau
một cái hình ảnh của các cái cơ quan, nhất là khi mà chụp xương thì mình sẽ dễ quan sát hơn các bạn. Đây các bạn thấy là ví dụ như trên cái hình ảnh các bạn thấy là xương thì thường nó sẽ màu trắng đục á, màu trắng đục đó, tại vì xương nó cản tia X mà, nên là cái lượng tia X mà đập lên trên tấm phim nó sẽ ít hơn so với những cái vùng phần mềm khác. Rồi, thì đó là cái nguyên lý hoạt động của tia X và tại sao mà khi chiếu tia X thì cái tấm phim có chỗ trắng chỗ đen là như vậy. Rồi bây giờ nè, trên khi mà đối với những cái trường hợp mà chụp tia X bình thường á, thì một số những cơ quan nó sẽ không hiện hình trong cái tấm phim chụp X quang. Ví dụ như là dạ dày, ruột. Ví dụ như ở đây các bạn thấy nè, cái hình ảnh của một cái chụp X quang bình thường là như vậy. Nhưng bây giờ tôi muốn quan sát cái dạ dày, mà trong trong cái chụp X quang bình thường thì cái dạ dày nó không có hiện hình, thì làm sao để cho cái dạ dày có thể hiện hình dưới tia X? Làm sao để cho dạ dày có thể hiện hình được dưới tia X? Thì các bạn thấy ở đây á là các bạn thấy ở đây ví dụ như là đối với cái chụp não đi, chụp tia X não đi, thì một số những cái khe não mình không có quan sát được tại vì nó đen thui. Vậy thì để thấy được những cái khe não thì người ta sẽ đưa vào những cái vùng khe này là những cái chất có cái tác dụng cản quang, tức là cản được tia X, thì lúc này các cái hình ảnh nó sẽ là màu trắng, là màu trắng. Hoặc là ở đây sụn á, sụn nếu mà các bạn quan sát ở trong cái tia X bình thường các bạn sẽ không có thấy nó sáng như vậy đâu. Đó là trường hợp là người ta đưa cái chất cản quang vào trong cái vùng sụn sụn giữa các cái khớp xương á, thì mình mới thấy nó sáng như vậy đó. Thì những cái chất mà nó cản có cái tác dụng đó là cản tia X, người ta gọi là những cái chất cản quang. Trong thực tế người ta có tạo ra những cái chất cản quang để mà người ta nhằm vào những cái mục đích chẩn đoán hình ảnh của các cái cơ quan. Ví dụ như các bạn muốn quan sát được cái dạ dày thì các bạn phải uống đưa những cái chất cản quang tráng lên trên cái lớp bề mặt của dạ dày đi, và sau đó các bạn chụp X quang các bạn mới thấy được cái hình ảnh của dạ dày trên phim X quang. Thì những cái chất đó người ta gọi là chất cản quang ha. Rồi chất cản quang định nghĩa, chất cản quang là những cái chất làm cho cơ quan trở nên đục đối với tia X, tức là các bạn quan sát là mới cái tấm phim thì nó sẽ có cái màu trắng đục ha. Như vậy thì nãy các bạn học về cơ sở lý thuyết á, các bạn thấy là những cái chất nào nó là chất cản quang, thì thường là những cái chất có khối lượng nguyên tử như thế nào các bạn? Khối lượng nguyên tử lớn. Thì ở đây người ta liệt kê ra một loạt những cái chất có khối lượng nguyên tử lớn, ví dụ như là brom, iốt, vàng, thủy ngân, chì, vân vân. Thì những cái chất này là khối lượng nguyên tử lớn và nó có khả năng cản quang. Nhưng các bạn thấy á, những chất này nó sẽ rất độc. Ví dụ như thủy ngân rất là độc, chì rất là độc. Có những cái chất thì nó lại quá đắt tiền, ví dụ như là vàng thì không thể nào mà sử dụng một cách phổ biến được, đúng không? Thì người ta hiện tại bây giờ người ta có xu hướng đó là sử dụng những cái hợp chất mà có chứa iốt. Thì iốt nó rẻ hơn và cái việc mà tổng hợp hay là điều chế nó cũng sẽ đơn giản hơn. Chính vì vậy mà phần lớn những cái chất cản quang ở trên thị trường đó là những cái chất cản quang iốt ha. Thì trong cái bài học của mình ở đây mình sẽ có hai cái loại chất cản quang, đó là chất cản quang iốt và bari sunfat. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc của chất cản quang iốt là như thế nào. Về cấu trúc của những cái chất cản quang iốt thì đây là những cái chất hữu cơ các bạn, không phải là iốt vô cơ nha, là những cái chất hữu cơ thì mới có thể là nó kiểu giống như là nó dung nạp được với lại cơ thể của mình. Hữu cơ mà, cơ thể của mình cũng là một cái thành phần hữu cơ. Thì như vậy thì những cái chất cản quang thì bản chất của nó là cản quang iốt là những chất hữu cơ mà trong cấu trúc của nó là có chứa iốt, thì cái những cái nguyên tử iốt trong cấu trúc nó sẽ đóng vai trò là cản cản quang ha. Thì đối với cản quang iốt thì nó sẽ có cái cấu trúc chủ yếu là nó có một cái vòng benzen rồi gắn gắn iốt ở các cái vị trí đối xứng trong cấu trúc của vòng. Thường thì nó sẽ có ba iốt mà gắn vào vị trí đối xứng như vậy đó, rồi ba vị trí còn lại thì sẽ gắn những cái nhóm thế R1,
R2 hoặc là R3. Ở trong đó thì đối với chất cản quang y âm hóa thì cái R3 của nó sẽ là COO trừ nhóm carboxylic. Nhóm carboxylic thì là một cái nhóm mà ví dụ như là trong cái dung dịch đó, thì nó sẽ phân ly thành ion là COO trừ và một cái ion dương. Ion dương thì có thể là một cái bazơ như là Na cộng, hoặc là một cái amin như là metin-glucamin hoặc là monoethanolamin, là ion dương. Tại vì là khi mà trong dung dịch thì nó sẽ phân ra thành hai cái ion như vậy. Còn những cái chất cản quang không ion hóa thì cái R3 của nó là một hydrocarbon. Vậy thì các bạn lưu ý nha, về mặt cấu trúc là có vòng nhờ các cái iốt gắn vào và có các R1, R2 và R3. Những cái chất cản quang ion hóa thì thường trong cấu trúc của nó sẽ có nhóm carboxylic, đó là COOH. Rồi, bây giờ chúng ta tới cái phần tiếp theo, đó là cái tính chất của các cái chất cản quang iốt. Thì có bốn tính chất thì các bạn lưu ý ha. Thứ nhất đó là tính thẩm thấu. Thứ hai đó là nồng độ, cái đơn vị mà biểu thị nồng độ iốt trong chất cản quang. Thứ ba đó là tính thân nước và tính thân dầu. Và cuối cùng đó là độ nhớt của các chất cản quang. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cái tính chất một. Tính chất đầu tiên đó là tính thẩm thấu. Tính thẩm thấu thì trong cái phần mà hóa lý á, các bạn cũng đã có, người ta thầy cô cũng đã có nói với các bạn rồi, ở đây thì cũng chỉ là nhắc lại thôi. Thì các bạn lưu ý tính thẩm thấu là tính chất đặc trưng nhất của chất cản quang đó. Và tính thẩm thấu, tại vì cái tính thẩm thấu sẽ giúp cho cản quang có thể đi vào được trong các cái màng tế bào nè, trong các cái màng sinh học đó, đi qua được các cái màng sinh học và đến được những cái cơ quan mà nó cần đến ha. Thì cái tính thẩm thấu của chất cản quang sẽ được biểu thị bằng một cái giá trị, đó là áp suất thẩm thấu. Áp suất thẩm thấu của một dung dịch thì các bạn biết rồi ha, là một là lực tác động bởi những cái tiểu phân mà nó chứa lên trên màng bán thấm. Thì áp suất thẩm thấu nó sẽ tỷ lệ với lại nồng độ dung dịch. Nồng độ dung dịch là số tiểu phân chứa trong một đơn vị thể tích ha. Đó, thì cái này thì cái phần định nghĩa thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Bây giờ các bạn lưu ý về cái đơn vị nè, biểu thị áp suất thẩm thấu đó là milli osmol trên kg nước nha. Người ta sẽ chia chất cản quang thành 3 loại dựa vào áp suất thẩm thấu. Chất cản quang có áp suất thẩm thấu cao. Những cái chất cản quang có áp suất thẩm thấu từ 1.500 đến 2.000 mosmol trên kg nước được coi là những cái chất có áp suất thẩm thấu cao. Còn những cái chất cản quang có áp suất thẩm thấu thấp thì áp suất thẩm thấu của nó bằng 1/3 loại cao. Tức là áp suất của nó là khoảng 500 đến 700 mosmol trên kg nước. Nhưng là dĩ nhiên là nó sẽ cao hơn áp suất thẩm thấu của máu các bạn. Và cuối cùng là những cái chất cản quang có áp suất thẩm thấu gần với lại áp suất thẩm thấu của máu là gần bằng 300 mosmol trên kg nước ha. Các bạn lưu ý là cái tính thẩm thấu của chất cản quang thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hàm lượng iốt đó. Hàm lượng iốt ở trong chất cản quang càng cao thì tính thẩm thấu nó sẽ càng càng lớn ha. Và những cái chất mà cản quang ion hóa thì nó sẽ có tính thẩm thấu cao hơn so với những cái chất cản quang không ion hóa. Rồi, bây giờ chúng ta tới cái mà chất thứ hai, đó là đơn vị dùng để biểu thị nồng độ iốt trong chất cản quang ha. Thì có hai loại đơn vị để biểu thị nồng độ iốt trong chất cản quang nha các bạn. Đối với chất cản quang có áp suất thẩm thấu cao. Áp suất thẩm thấu cao thì đơn vị sẽ là gam trên 100 ml dung dịch. Và khi mà mình đọc một cái biệt dược về cái chất cản quang á, thì đôi khi là người ta sẽ cho cái số ở trên đó, và cái số ở trong cái biệt dược có thể là liên quan đến nồng độ của iốt, nồng độ iốt của chất cản quang ha. Ví dụ như là cái biệt dược Telebrix 30m thì 30m này chính là 30 gam iốt trong 100 ml dung dịch đó. Đôi khi thì cái số nó không có liên quan đến nồng độ iốt,
Ví dụ như angiographin 65 thì 65 này không phải là nồng độ iốt. Một số là như vậy, một số thì lại là thể hiện cái nồng độ của iốt. Các bạn nhớ là cho cảm quan có áp suất thẩm thấu cao thì nồng độ của nó sẽ được biểu thị đơn vị là gam trên 100 ml ha. Còn đối với chất cảm quan có áp suất thẩm thấu thấp ha, thì đơn vị của nó sẽ là miligam trên ml. Rồi cái tính chất thứ ba, đó là tính thân nước và tính thân dầu. Và tính thân nước của các cái chất cản quang iốt thì nó sẽ thể hiện bằng cái khả năng gắn vào protein huyết tương. Càng gắn ít với protein huyết tương thì càng thân nước đó. Còn tính thân dầu của nó là do cái nhân benzen ha. Rồi cái tính chất thứ tư đó là độ nhớ của các cái chất cản quang. Thì các bạn nhớ cho cô cái đơn vị dùng để biểu thị độ nhớ đó là centibond hoặc là millipascal giây. Centibond hoặc là millipascal giây nha. Nhớ cái đơn vị như vậy. Thì cái độ nhớ của chất cản quang nó sẽ phụ thuộc vào các cái yếu tố như sau. Thứ nhất đó là nồng độ của iốt. Nồng độ càng cao thì độ nhớt sẽ càng tăng. Đó, nồng độ của iốt, nồng độ càng cao thì độ nhớt tăng. Thứ hai đó là phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ thì nó ngược lại ha. Nhiệt độ càng tăng thì độ nhớt sẽ càng càng giảm. Tức là dung dịch mà càng nóng á, thì độ nhớt sẽ càng giảm ha. Cái tiếp theo đó là cái 3 giờ được dùng để tạo muối. Nãy thì mình có cái 3 giờ là natri nè, meglumin hay là ethanolamin đúng không? Thì cái muối natri thì thường nó sẽ lỏng hơn muối meglumin, có nghĩa là độ nhớt của muối natri thì nó sẽ ít nhớt hơn so với muối meglumin. Và cái thứ tư đó là cấu trúc của phân tử là monomer hay là dimer. Thì cấu trúc của phân tử là monomer hay là dimer. Thì dạng dimer thì nó sẽ nhớt hơn so với lại dạng monomer ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần tiếp theo, đó là yêu cầu của một cái chất cản quang iốt. Các bạn đợi cô một xíu không? Cảm quan để đọc không?
Rồi cô tiếp tục nha. Thì yêu cầu của một cái chất cản quang iốt đó, nó là cái gì? Thứ nhất đó là nó phải có hàm lượng iốt cao. Có hàm lượng iốt cao ha. Thì với cái hàm lượng iốt cao đủ để mà có thể cản quang, nó hàm lượng iốt thấp quá thì khả năng cản quang sẽ giảm. Thứ hai, nó phải dung nạp tốt, tức là nó không gây độc đối với cơ thể, và khi đưa vào cơ thể thì nó sẽ không gây ra nhiều tác dụng phụ cũng như là các cái độc tính. Cái thứ ba đó là nó phải khu trú, tức là nó khi mà các bạn muốn nó cản quang ở cơ quan nào thì nó phải đến được cái cơ quan đó, khu trú một cách chọn lọc. Cái thứ tư đó là không có tác dụng dược lý ha. Và thứ năm là đào thải nhanh và hoàn toàn ổn định khi tiệt trùng. Thì dĩ nhiên là không phải một chất cản quang nó phải đạt hết tất cả những yêu cầu này. Một số chất cản quang thì có thể là nó có những cái tác dụng dược lý chẳng hạn, có nha các bạn. Nhưng mà cái tác dụng dược lý của nó cũng có quá độc hay là cân nhắc trong lúc mà mình sử dụng những cái chất cản quang. Rồi cái phần tiếp theo đó là cái phần phân loại. Phân loại chất cản quang thì có nhiều cách để người ta phân loại hơn. Rồi có nhiều cách để phân loại, nhiều cách để phân loại. Đợi xíu, này nó hết lên. Thứ nhất đó là người ta sẽ phân loại theo đường dùng đó. Ví dụ như là những cái chất cản quang ở đường niệu và mạch máu thì có những cái chất cản quang nào? Ví dụ như là axit hyaluronic hay là iosaglass ha. Cái thứ hai đó là cản quang đường mật thì có những cái chất cản quang iốt này, cản quang cho xương khớp đó, có những cái chất này, cản quang tử cung có đây, cản quang tuần hoàn bạch huyết, cản quang cho ống tiêu hóa. Mỗi cái đường cản quang thì nó sẽ có những cái chất cản quang khác nhau. Rồi cái cách phân loại thứ hai là phân loại theo hóa lý. Phân loại theo hóa lý thì người ta thứ nhất đó là người ta sẽ dựa vào cái số iốt ở trong mỗi tiểu phân. Thì thường mình sẽ có cái những cái chất cản quang mà trong cấu trúc nguyên tử của nó, trong cấu trúc phân tử của nó là có ba nguyên tử iốt gọi là triiốt, ví dụ như axit hyaluronic hay là diazoic, hoặc là có sáu iốt trong phân tử, ví dụ như là adipeo đông. Hoặc là theo hóa lý thì dựa vào cách thứ hai đó là trạng thái của phân tử, là cái phân tử đó là dạng monomer hay là dạng dimer ha. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là đây là cái dạng monomer nè, còn cái dạng dimer là cái dạng mà hai cái mono, hai cái phân tử nó gắn với nhau đó. Nếu mà các bạn cắt đôi ra đây thì hai phân tử nó giống nhau và nó gắn với nhau thì gọi là dạng dimer. Cái dạng monomer thì thường là triiốt đúng không bạn, nó có ba cái iốt trong phân tử. Còn dạng mà dimer thì thường là nó sẽ có sáu iốt rồi, sáu iốt trong cái phân tử của chất cản quang. Rồi dựa vào tính chất ion hóa thì mình sẽ có hai loại đó thôi các bạn, đó là chất cản quang ion hóa thì thường trong phân tử của nó sẽ có cái nhóm carboxylic, và chất cản quang không ion hóa thì trong phân tử của nó sẽ không có nhóm carboxylic thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần đó là sự chuyển hóa. Sự chuyển hóa thì các cái chất cản quang thì thường nó sẽ đào thải qua thận, và khi dùng ở dạng dung dịch nước và tiêm IV thì sự đào thải nó sẽ bắt đầu sau vài phút và chấm dứt khoảng 4 giờ. Dung nạp thì chất cản quang thì thường các bạn ít, các bạn thấy là dùng ở đường tiêm cho nên là
bắt buộc nó phải là những cái chất mà dung nạp tốt và ít gây ra tai biến, nhất là gây sốc. Nhưng mà dĩ nhiên thì nó vẫn có thể gây ra những cái tai biến, ví dụ như là giả dị ứng, động mạch thận hoặc là ảnh hưởng lên tim mạch vẫn có ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái hoạt chất trong cái thuốc cản quang. Thứ nhất đó là axit tiotalamic. Cái phần điều chế này các bạn không có cần nhớ, các bạn lưu ý cho cô về cái phần cấu trúc của nó ha. Cái cấu trúc của axit tiotalamic thì các bạn biết là trong cấu trúc của nó có cái nhóm carboxylic, thì cái đây nó sẽ cái đây nó sẽ là một cái chất cản quang ion hóa ha, ion hóa. Nó là một cái chất cản quang triiốt. Triiốt. À, một dạng monomer. Các bạn lưu ý về kiểm nghiệm á, thì định tính bằng phổ IE sắc cái lớp mỏng hoặc đốt cháy. Còn chỉ định thì ở đây các bạn thấy là dùng để cản quang niệu dưới ha, cản quang đường niệu dưới. Những cái tai biến mà chống chỉ định thì các bạn không cần phải để ý đâu. Cái hoạt chất tiếp theo đó là adipiodon. Adipiodon thì nó sẽ được tạo thành, nó là cái dạng dimer và nó sẽ được tạo thành từ hai cái thành phần. Nó được treo máy rồi hả ta? Rồi treo máy. Rồi, cái máy của cô nó vừa mới bị treo ha. Không biết là các bạn còn nghe hay không. Thì adipiodon là một cái dimer ha, nó được tạo thành bởi hai cái thành phần là bởi hai cái phân tử acetiodon gắn kết với nhau. Nó được tạo thành bởi hai cái phân tử acetiodon mà gắn kết với nhau hơn các bạn. Cho nên là các bạn nhớ là acetiodon là dạng monomer. Acetiodon thì người ta ít dùng, không có dùng tại vì nó nhẹ và được đào thải ở thận. Nên nên mà người ta sẽ tạo thành dạng dimer lớn gấp đôi, được đào thải ở gan ha. Nếu mà rồi. Dạng muối với lại adipiodon là dạng N-ethylglucamine ha. Chỉ định thì adipiodon được chỉ định hấp thu rất ít ở ruột và dùng trong hình ảnh là đường mật và túi mật. Cái này thì được sử dụng ở đường tiêm thôi các bạn. Rồi cái hoạt chất cuối cùng đó là barysulfat. Ở đây là cái cấu trúc hóa học của nó ha, thì quá dễ để mình nhớ. Thì đối với barysulfat thì cái phần mà quan trọng nhất là các bạn phải nhớ được cái giai đoạn điều chế barysulfat.
Các bạn lưu ý đến cái giai đoạn đó là điều chế bari sunfat đó ha. Tại cái giai đoạn này thì có thể sẽ có hỏi, thì trong điều chế bari sunfat thì người ta sẽ điều chế từ quặng baritin ha. Quặng baritin là chứa nhiều bari sunfat lắm, nhưng mà nó còn có tạp ở trong đó nữa. Thì cái giai đoạn đầu tiên á là người ta sẽ chuyển chuyển cái quặng baritin mà trong đó thì có bari sunfat, nói chung là người ta sẽ chuyển bari sunfat trong quặng baritin ha thành bari sunfur. Đó thì người ta sẽ đốt với lại carbon thì nó sẽ chuyển thành là bari sunfur. Sau đó thì người ta mới chuyển bari sunfur thành bari chloric bằng cách là cho phản ứng với lại HCl thì mình sẽ thu được bari chloric. Đó là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn tạo ra bari chloric tinh khiết ha. Giai đoạn thứ hai thì người ta sẽ bắt đầu người ta tạo lại bari sunfat ở dạng tinh khiết á, dạng dạng gọi là dạng dịch treo, dạng keo mịn, dạng chất cản quang, dạng gọi là dạng chất hóa dược đó, được sử dụng làm thuốc. Thì đơn giản là người ta sẽ cho bari chloride phản ứng với lại natri sunfat. Nhưng các bạn lưu ý nè, cái bari sunfat này tạo ra nó phải là dạng keo mịn, mà để tạo được ra dạng keo mịn á, thì cái điều kiện của cái phản ứng này nó hơi khắc nghiệt một tí xíu các bạn. Nó không có phải là điều kiện phòng thí nghiệm bình thường đâu. Tại vì nếu mà ở cái nhiệt độ bình thường các bạn cho một lần bari chloride phản ứng với lại natri sunfat thì các bạn sẽ thu được cái tủa, cái tủa bông á, tủa rất là lớn, thì cái này thì không thể nào sử dụng làm chất cản quang được. Do đó thì ở đây cái điều kiện đầu tiên, đó là nhiệt độ của cái phản ứng này nó phải thấp. Ba cái điều kiện ha, nhiệt độ phải thấp để cho phản ứng nó xảy ra từ từ chứ nó không có xảy ra quá nhanh, tại vì xảy ra quá nhanh thì sẽ tạo thành tủ lớn. Và cái thứ hai đó là dung dịch, các cái dung dịch nó phải loãng và Na2SO4 phải dư thì mình mới thu được dạng keo mịn của bari sunfat là sử dụng trong cản quang ha. Rồi cái phần chỉ định đó, thì người ta sẽ chỉ định là cản quang ống tiêu hóa, dịch treo, cái hình ảnh cản quang ống tiêu hóa các bạn thấy là ruột á ha, ruột già. Rồi như vậy thì cái phần bài, cái bài cản quang ở đây mình sẽ kết thúc ở đây nha cả lớp. Rồi lại treo. Lại treo máy.